Để mở đầu chương trình, chúng ta cùng nghiêm chỉnh cử hành nghi lễ chào quốc kỳ và đảng kỳ Việt Nam Quốc dân đảng. Lễ chào quốc kỳ. Lễ chào đảng kỳ Việt Nam Quốc dân đảng. Cử đảng ca. Trong sắc cờ sao trắng, hoài hùng bay trên non sông. Đây uy linh năm xưa, lừng lấy ý chí chiến đấu. Bao anh hùng xưa đem máu xương nguyện dành cho dân lá cờ. Sau đây là một phút mặc niệm. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tiền nhân đã dày công khai sáng và tô bồi cho Tổ quốc Việt Nam. Phút mặc niệm cũng để tưởng nhớ đến đồng bào và chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Để tưởng nhớ quân, dân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa đã tuẫn tiết trong biến cố tang thương 30 tháng 4 1975 và trong chốn lao tù Cộng sản Việt Nam, cùng những người đã nằm xuống nơi rừng sâu trong lòng đại dương trên hành trình tìm đến bến bờ tự do. Là đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng, chúng ta cùng thành kính nghiêng mình tưởng niệm cố đảng trưởng Nguyễn Thái Học, các đồng chí tiên liệt và tất cả các chiến sĩ Việt Nam Quốc dân đảng đã đem máu xương tô thắm cho non sông nước Việt để thực hiện lý tưởng dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
Kính thưa quý vị quan khách và thưa quý anh chị em Việt Nam Quốc dân đảng thân mến. Trước hết tôi xin thay mặt Việt Nam Quốc dân đảng kính gửi lời chúc mừng năm mới đến quý tiên hữu và đồng bào trong và ngoài nước. Sang năm Nhâm Dần 2002 được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý. Chúc mừng quý anh chị em Việt Nam Quốc dân đảng, đảng tử, đảng tôn và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng và đạt nhiều thắng lợi. Tôi cũng xin chia buồn đến những gia đình đã có người thân qua đời vì đại dịch virus Vũ Hán và chia sẻ những thiệt thòi mất mát của đồng bào trong nước về sự đối xử bất công, ngược đãi của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hành xử trong việc chống đại dịch vừa qua. Kính thưa toàn thể quý vị, cách đây 92 năm, lịch sử cận đại Việt Nam Quốc dân đảng có một biến cố quan trọng. Đó là cuộc tổng khởi nghĩa ngày 10 tháng 2 năm 1930 của Việt Nam Quốc dân đảng đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập cho dân tộc. Ngày lịch sử đó mang nhiều ý nghĩa to lớn đối với dân tộc Việt Nam. Nếu các thế hệ nối tiếp lấy tinh thần cuộc tổng khởi nghĩa đưa vào phương châm hành động một cách nghiêm chỉnh, thì dân tộc Việt Nam đâu có bị đại hòa cai trị của ngày Cộng sản ngày hôm nay. Đã có nhiều bài viết, buổi thuyết trình trong và ngoài nước nêu cao ý nghĩa cuộc tổng khởi nghĩa Yên Bái của Việt Nam Quốc dân đảng, nhưng chưa nói lên được ý nghĩa đích thực của nó. Hôm nay, ngày lễ tưởng niệm tổng khởi nghĩa lần thứ 92, Việt Nam Quốc dân đảng xin trình bày với quý vị một số ý nghĩa của cuộc tổng khởi nghĩa ngày 10 tháng 2 năm 1930. Thứ nhất, vào thập niên 1930, dân tộc Việt Nam bị nô lệ dưới ách cai trị của thực dân Pháp. Ngoài nước Pháp ra, hầu như quốc tế không một nước nào biết đến Việt Nam đang nằm ở đâu trên bản đồ thế giới và không một ai quan tâm đến thân phận nô lệ của người Việt Nam dưới ách cai trị dã man của thực dân Pháp như thế nào. Cuộc khởi nghĩa của Việt Nam dân đảng ngày 10 tháng 2 1930 của người Việt Nam đã đánh đồng thế giới và thức tỉnh các dân tộc bị trị đứng lên giành độc lập cho dân tộc. Về tương quan lực lượng, các tiên liệt Việt Nam dân đảng biết rằng cuộc tổng khởi nghĩa khó thành công. Tuy nhiên, nó hàm chứa một giá trị to lớn cho dân tộc Việt Nam như lời anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học đã xác định trước giờ phút tổng khởi nghĩa. Ông nói, chết đi để thế giới biết đến cái tinh thần dân tộc này còn sống. Chết đi để lại cái gương hy sinh phấn đấu cho người sau nối bước. Rồi ông cho rằng, không thành công thì thành nhân. Cuộc khởi nghĩa nổ ra với niềm tin vào hồn thiêng sông núi ở quá khứ, tin vào thế hệ tương lai, tin ở những người sống sót sẽ làm nối được trí, nối được việc làm của mình. Cuộc tổng khởi nghĩa xảy ra như tiếng thét vang dội với ở trời Nam. Thứ hai, nhắc nhở thế hệ hôm nay, ngày mai và mãi mãi sau này của Việt Nam dân đảng nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung. Đó là cuộc tổng khởi nghĩa hoàn toàn chủ động từ lòng dân tộc mà có, từ những tấm lòng yêu nước trong sáng của người Việt Nam làm nên, tuyệt đối không một vướng mắc nào từ thế hệ ngoài bang. Đây là biến cố lịch sử của người Việt thực sự đứng trên đôi chân của mình để nói lên cho chế độ thực dân Pháp biết rằng dân tộc này tự mình đứng lên đánh đuổi thực dân xâm lược ra khỏi đất nước để giành độc lập. Điều đó chứng tỏ một dân tộc dù nhỏ bé, dù nghèo nàn lạc hậu, nếu quy tụ những con người yêu nước trong sáng, biết từ đi trên hai đôi chân của mình, thì sẽ chủ động làm nên những trang sử oai hùng của dân tộc. Tiếc thay, những thế hệ sau này không hành động với ý nghĩa từ chữ đó, mang tinh thần vòng ngoài nên bị các cường quốc sai khiến và sử dụng xương máu của dân tộc như một công cụ phục vụ quyền lợi cho ngoại bang. Những đau thương mà hai lần chứng minh cho dân tộc Việt Nam qua hai biến cố lịch sử gần đây nhất. Năm 1954, ngoài bang tự động chia cắt Việt Nam làm hai ở vị trí 17, mà dân tộc Việt Nam không hay biết gì cả. Việt Nam lúc bấy giờ do tay sai Cộng sản Hồ Chí Minh chia cắt, chỉ cúi đầu vâng lệnh của Cộng sản ngoài bang Nga Tàu mà thôi. Tháng 4 năm 1975, do sự giàn xếp của Mỹ Trung đã bỏ rơi miền Nam Việt Nam vào tay Cộng sản và dân tộc Việt Nam chỉ biết đứng nhìn rơi nước mắt để toàn quải đất nước lọt vào tay Cộng sản. Hai biến cố lịch sử đau thương đó, dân tộc Việt Nam bị trả giá bằng hàng triệu sinh linh nằm xuống. Chỉ vì dân tộc Việt Nam chưa có một đội ngũ dân tộc thực sự đủ mạnh để chủ động đấu tranh cho quyền lợi của Tổ quốc. Ngày nay, dân tộc Việt Nam đang bị đại hòa kéo dài bởi sự thống trị độc tài ngoài lai của Cộng sản du nhập từ Nga Tàu. Chế độ Cộng sản này để xói mòn từng gốc rễ truyền thống dân tộc,
phá nát giang sơn tổ quốc, đảo lộn luân thường đạo lý xã hội và làm tay sai bán nước cho Trung Cộng. Dân tộc Việt Nam muốn tồn tại phải đào thải chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay. Nếu chế độ Cộng sản Việt Nam còn, thì Việt Nam sớm muộn cũng mất vào tay Trung Cộng. Thông thường thì quyền lợi giữa các cường quốc chuyển biến theo thời gian. Chúng ta là một nước trầm tiếng lại nằm ở địa chính trị quan trọng trên thế giới, nên những tranh chấp thế giới thường tác động đến tình hình Việt Nam. Nhưng dù thế giới có thay đổi như thế nào, dù quyền lợi ngoài bang mỗi lúc một khác nhau ra sao, nếu Việt Nam có một đội ngũ dân tộc vững mạnh với lòng nhiệt thành trong sáng, dám hy sinh thân mình của mình cho tổ quốc, tôi tin rằng không một thế lực ngoài bang nào có thể thao túng được cả. Ngày nào dân tộc Việt Nam thiếu vắng lực lượng này, thì Việt Nam sẽ liên tục bị ngoại bang chia chác trên đầu, trên cổ và trên xương máu của dân tộc chúng ta. Cuộc khởi nghĩa của Việt Nam có diễn ra vào ngày 10 tháng 2 năm 1930. Tuy cách đây 92 năm, nhưng nó là một biểu tượng cho bao thế hệ mai sau. Nhắc nhở con dân cần phải có một lực lượng dân tộc trong sáng, nắm thế chủ động. Ngày nào dân tộc chúng ta chưa có được một lực lượng chân chính đó, thì ngày đó dân tộc Việt Nam vẫn chưa có một chỗ đứng dưới ánh sáng mặt trời và xương máu của người Việt Nam tiếp tục để quyền lợi ngoại bang lợi dụng. Trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin chúc quý vị, quý anh chị em Việt Nam dân đảng được sức khỏe và may mắn trong mọi công việc. Trân trọng kính chào quý vị. Còn phụ người chưa đến để hào kiệt nêu gương.
chim sáng ngàn sâu. Hắn vẽ son từng trang lịch sử trên phố vui giống lạc hồng thiêng, nối tiếp nhau hàng ngàn năm giữ nước máu dân Việt nhuộm thấm non sông. Với mái dẹp quân xâm lược tỏa uy nghi giống Việt rồng tiên, trang viết sử chói trang hào quang cõi trời Nam của Chúa nước Nam. Tây bị trôi chân mang xích xiềng, nơi pháp trường vẫn cứ hiên ngang, dân nước Nam đáp lời sông núi, cháu con Việt phải giữ núi sông.